Nhìn trong cục 2 nè, cục 2 nè, cục 2 nè. Ok. Trái phải xem, phải. Ủa? Ủa? Gì vậy? Đi không? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Hello anh em. Chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Theo Soccer. Và trong video clip ngày hôm nay, nhân dịp là mọi người comment rất nhiều về kêu mình gắn BV lên đầu của thủ môn. Nay một trận sân năm của mấy anh em CMB áo hồng ở kia thì mình sẽ gắn cho anh em trải nghiệm góc nhìn thứ nhất của một keeper. Keeper khoa thầy giáo. Hello mọi người. Em sinh năm bao nhiêu ta? Là 92 anh. Dạ, 92. Dạ dạ dạ. Đang làm thầy giáo đúng không? Dạ thầy. Giờ muốn tới Việt Úc. Wow. học sinh em nó coi nhiều lắm á, dạ. Tôi trên anh nhiều lắm luôn á. Dạ anh Văn, dạ anh Văn. Vô trong trường gặp em là tôi nói cứ chỉ chỗ thi khi nào xin chữ ký thi hoài luôn. Em nói tôi đó là khi nào cái đưa áo này hay đưa gì đây. Phải đưa áo đưa gì mới xin chữ ký được đúng không? Okay. Chứ đâu đưa tờ giấy nháp được đâu hả? Đi diễn ở mấy sự kiện ở tỉnh cho chương trình của Cool, sữa Cool là mình hay nhận mấy cái tờ giấy có xíu. Các bạn học sinh đúng không? Các bạn học sinh đúng rồi. Các tờ giấy nhỏ xíu rồi, xin chữ ký. Trời ơi. Mắc cười. Thôi nha, ok. Ok. Camera lên. Ok. Ta là giáo nha. Ok. Ủa, tên là gì khoa ta? Dạ, Đăng Khoa. Đăng Khoa. Dạ, Đăng Khoa. Cái gì Đăng Khoa? Dạ, Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng Đăng Khoa. Tên hơi dài. Giáo viên dạy tiếng Anh. Ha. Rồi. Hello mọi người. Rồi, mấy anh chị bị gặp áo xanh dương bên kia. Trong sân thì có Nhật Linh, Long Mã Lai, Văn Hiền, Hiếu Nhỏ Cá Mèo. Ngoài sân có Lâm Trường. Đi em. Hey, nè. Anh luôn. Kỳ Hiếu. Tổ em một xử lý luôn. Chú. Một cái luôn. Tốt, mạnh lên. Đây. Hiền quá, lên nóc luôn đó, lên nóc luôn hiền quá. Sao? Làm lại cái về lại hiền, ừ đơn giản em. Đúng rồi. Rồi xử lý luôn, xử lý được em đi được một được dọc biên. Trời. Nè, quạt biên, dọc biên. Các em. Đi. Ui, kỹ. Rồi, chơi đi truyền em. Tốt. Bán hai lại, kỹ, người ta về rồi. Phải hai nè. Hiền ơi, dừng phải Hiền ơi. Từ từ. Đi lên cái luôn em. Một cái, ừ, rồi. Ăn được nha, đâu dọc biên. Đi Hiền. Đi em. Ok, tốt. Trời. Ăn được luôn. Tốt em. Qua đầu, sau. Tốt em. Giữa được luôn. Tốt em ơi. Trong đi, chơi giữa nè. Ăn luôn. Sao. Đợi nè, lòng trên luôn. Đứt trong rồi. Trái xíu em nữa. Ok. À, bước cao xíu, từ. Bước lên, rồi che hắn lại hết. Ừ.
Cả biên luôn. Đức dừng, ok, trong liền, long về, ok hết. Rồi Đức theo dòng luôn, ok lui luôn, cứ lui theo hết. Trời ơi. Này đội mình đá hay quá không. phải từ từ, 22 đó, 22 đó, 22 đó em, 22 đó em. Ok em. Bây giờ hai biên, cái biên vào trong, bóp trong lại. Đi em. Theo biên về, chạy Đức, theo về luôn, hết biên luôn, vô giữa luôn, ừ. Trong. Ê. Đi em, bỏ anh đi luôn. Đi. Giữa em. Qua đầu. Qua đầu. Đó em. Dọc biên luôn. Phải một, biên phải nhìn phải em. Ê, rồi. Vô tình. Anh sao? Hai. Tao mở không nổi. Rồi qua đầu hai dưới luôn. Rồi bỏ đi. Đi luôn em. Hiền ơi. Hiền, nhắc bao nhiêu lần rồi. Đơn giản em. Rồi bỏ luôn. Ê. Trời. Tối em xoay luôn, ba hai biên lên, hai biên lên á. Chỗ chuyển xạ lên ơi. Ê. Tối em. Sao. Qua nè, Long, chào em. Cuối luôn. Giữa em, ok, rồi chân xuống. Ê, theo về. Chê kìa, dọc biên. Ok, trong. Rồi hết rồi, bắt đầu ép. Rồi. Xoay em, dắt giữa luôn. Tốt không? Về nha, hai dưới nha. Trời ơi, Linh rồi, kỹ Linh rồi, một dưới luôn nè. Về nha, lót về, trả về. Đi em, một mình được, cánh nó trống. Đủ. Bốn bên. Phải theo. Ok, tốt. Kề, dọc biên.
Đây về hết rồi nha, từ chơi banh người ta về hết rồi, xoay được đi luôn. Cố em. Theo về. Rồi. Nhanh quá. Chuyển qua đó. Sâu. Tố em. Ăn đi. 3, 2, 6. Yeah. Và đã có một keeper khác thay Vũ Khoa. Nay lên hai keeper. Mỗi keeper thay phiên bắt nửa hiệp. Trận này đá có vẻ hơi nhàn hả? Dễ. Rồi bữa sau làm kèo nào nặng hơn xíu cho Khoa bắt nhiều xíu. Ăn đạn nhiều hơn nữa ha. Rồi, cảm nhận trận này tốt ổn. Đá trận này giao hữu. Sức khỏe mồ hôi. Giờ trước khi đá giải. Chuẩn bị đá mấy anh em chi bị áo hồng chuẩn bị đá giải 188 Asia. Ok, rồi cảm ơn Khoa ha. Ok anh. Hẹn clip sau. Ok, bye bye mọi người. Phạm Minh Thi, nhớ like đăng ký kênh. Chào, hẹn gặp lại. Bye bye.